Xin chào mọi người, rất vui lại được gặp mọi người ở video tiếp theo của Dung nha. Thì hôm nay là Dung sẽ giới thiệu cho mọi người một món bò nướng. Mà đặc biệt á, bò nướng ở đây á, là sẽ có chấm sốt phô mai hoặc là sốt trứng muối. Thì bây giờ mọi người theo Dung vào bên trong quán nha. Đi, đi thôi. Dung đi rất là sớm luôn mọi người, bây giờ là chưa được 6 giờ nữa mà quán thì rất là đông khách ngồi bên ngoài luôn. Thì thường thì mình sẽ đến quán thì ngồi bên ngoài thì nó sẽ thoải mái và thoáng hơn. Nhưng mà đông khách quá nên là Dung sẽ vô đây ngồi luôn. Và bên sau lưng Dung là bếp của quán nha. Rồi, bây giờ mình kêu món đi. Đây. Quán thì đây là menu quán nha. Đỉnh của chớp. Đỉnh của chớp là bò nướng sốt trứng muối mà một combo là 165k. Bò nướng sốt phô mai 175k. Bẹ sữa vú heo nướng trao 99k. Đây là bò đeo gào. Đây là bò gì? Khói lửa. Thế là những món ăn thêm. Dạ anh ơi. Cho em hỏi là ví dụ như những cái này là có chấm sốt phô mai không hay là chỉ có những cái này mới là có sốt thôi? Dạ, đem cái thích cho chị nghe nha. Dạ. Cái bò trứng muối hoặc bò phô mai nó sẽ đi kèm là cái sốt ướp là sẽ là sốt mật ong. Và nó sẽ kèm thêm một trái trứng muối hoặc là trái phô mai là sốt phô mai. Dạ. Còn ngoài đây, đây cũng là sốt khác, sốt ướp. À em hiểu rồi, có nghĩa là một phần bò thì nó sẽ có những cái vị này. Dạ không. Dạ, cơ bản của hai cái này là sẽ là sốt mật ong. Sốt ướp á. Rồi em hiểu rồi. Sốt. Ví dụ thay vì mình không muốn ăn một phần này luôn thì mình kêu riêng lẻ ra. Rồi em hiểu rồi. Còn nữa sau tới mình kêu trứng muối. Có nghĩa là phần này của tụi em là combo hết. Dạ đúng rồi. Vậy cho em một cái bò nướng sốt phô mai. Dạ. Nhưng mà ví dụ như em muốn kêu thêm một cái chung trứng muối được không? Dạ được, đây. Ở đây là cái menu. Dạ vậy là cho em một cái phần này với một cái chung trứng muối. Dạ. Dạ. Quán là có hai chi nhánh nha mọi người. Chi nhánh 1 là 219-3 Trần Văn Đang, phường 1, quận 3. Còn chi nhánh 2 là 425 Phạm Văn Đồng, phường 11, quận Bình Thạnh nha. Thì hồi nãy là Dung đã kêu cái một cái combo đỉnh của chớp với mọi người. Thì có cái sốt phô mai. Thì Dung sẽ kêu thêm một cái chung trứng muối nữa. Thì ví dụ như mọi người có muốn ăn những cái vị này á, thì với giá này thì sẽ không bò thì sẽ ít hơn trong combo, với lại sẽ không có phần rau mà hai bánh mì nha. Đó, ví dụ mình kêu bò này thì mình sẽ có thể kêu thêm sốt nữa. Tên quán là bò chị Ba nha mọi người. Là chị Ba là có đây không anh hay là dạ, tên? Chị Ba bên chi nhánh 2 vậy? À, chị Ba là bên chi nhánh 2. Dạ, sắp ra chi nhánh 3. À vậy hả, chi nhánh 3 mình định mở ở địa chỉ nào không? Dạ, chỉ nhánh 1 thôi chứ em. Ờ, quận mấy anh? Quận 5. Dạ. Quận 5 thì tính ra cũng gần, nếu mà bên em đi qua gần hơn. Dạ. Dạ, quy mô cũng lớn hơn đây. Tại vì ở đây tụi em không bỏ cái chỗ này. Là cái chỗ này chỗ đầu tiên của tụi em. À đúng rồi, có nghĩa là từ đây bắt đầu. Từ đây bắt đầu lên được cái. Dạ. Ờ, mọi người thấy hôm nay Dung sáng trưng không mọi người? Sáng rực rỡ luôn. Đạn trên đầu Dung là nguyên cái bóng đèn. Dạ Dung. Đây 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 đây, bò ra rồi nè. Đó, đây. Đây là một combo đỉnh của chớp nha mọi người. Đó, một cái combo như vậy là 175k. Thì là chỉ có một chung như trứng muối vậy thôi nha. Còn cái này là phô mai thì Dung xếp Dung kêu thêm. Đó, một chung như vậy là có giá là 35k. Nhìn hấp dẫn ha, bây giờ đợi thang, bếp thang ra. À còn cái nước chấm này chắc là chao nè. Đó là chấm chao, còn đây là muối ớt xanh. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Anh ơi, cho em hỏi là cái bò này của mình là bò gì ha? Dạ, cái bò đó là bò Mỹ. Bò Mỹ. Dạ, dạ. Đi thang lên rồi, thang lên. Ở đây là tụi em nướng bằng than, nó có điều nó hơi nóng và khói. Hơi nóng và khói hơn là cái dạ.
bằng chảo nhưng mà chỉ có nướng bằng cái này thì nó mới thật sự là cái đồ nướng ăn nó đúng vị nhất. Dạ đúng rồi, nó thơm hơn. Dạ, cái nếu mà dùng cái chảo á nó sẽ hơi khói nhưng mà là nó rất là dầu. Dạ, dạ đúng rồi. Ăn nó không ngon. Tại vì nếu mà chảo mà không dầu thì không nướng được, dạ, nó bị khô. Luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Ê, mình đẩy cái bếp than luôn á. Dạ, đẩy cái bếp. Dạ, rồi. Rồi, em cảm ơn. Đặc biệt thì ở quán thì sẽ nướng bằng than á mọi người. Than thì mình nướng thì nó hơi nóng thiệt, nhưng mà hồi đó thì Dung cũng vậy, nó Dung cũng thích ăn cái gì mà nướng bằng than, tại vì cái vị của nó sẽ thơm hơn là mình nướng bằng bếp chảo. Đó. Chắc là mình sẽ cắt cái bò ra ha. Cắt cái bò ra rồi nướng. Cô kêu là Dung định cắt á, nhưng mà cô kêu là nướng nguyên tảng luôn. Ừ ha, đúng rồi. À là để cho nó tan ra đúng không cô? Trời ơi, à. Dạ rồi. Đó, xèo xèo. Đúng rồi ha, phải để hai cái đó nó mới tan ra mình mới chấm được. Thơm quá. Em để nướng cho em ăn. Dạ. Để 2 miếng luôn luôn. Để 2 miếng luôn ha. Để cái này qua đây. Trời ơi, nhìn cái chén phô mai thôi là Dung nước miếng à, tuôn trào với mọi người. Anh chủ quán nói là đây là bò Mỹ chứ mọi người. Thì thường thì bò Mỹ mình sang á, nó sẽ mềm hơn là bò của mình. Mà mọi người nhìn cái sớ này rất là ngon. Dạ. Quạt mini. Tại vì hồi nãy là có cái quạt lớn ở sau lưng, nhưng mà tại vì Dung bị bay á, bị bay tùm lum hết trơn á, nên là hỗ trợ thêm cái quạt bé. Rồi. Bỏ bắp luôn. Đợi bò chín mà chiến thôi mọi người. Để thử thôi, cái này chảy ra nè. Wow, béo. Dùng mà chấm ăn thử một mình đó, nó như thế nào. Hình như là cái này là phô mai, còn cái này mới là trứng muối. Lắm. Dung sợ đẩy đẩy họ nữa. Bay cái chén xốp này lại tốn thêm 35 nghìn. Thôi để cái này ra. Nướng. Nắm đuôi gà. Dạ con bán thật đi. Đâu em lấy cái đổ mà tại vì người em nó nắng quá. Đây bây giờ là bò chín rồi mọi người. Tại vì bò thì mình nướng vừa thôi, chín quá thì nó sẽ bị dai. Đây, ôi ôi. Trời ơi, miếng bò siêu to mọi người ơi. Để lên tay thử coi. Bây giờ bắt đầu mình cắt nhỏ, mình nướng bên trong là chín vừa. À có nghĩa là mình cắt nhỏ xong mình nướng sơ lại nữa. Dạ. Đây, bò ra. Thì hồi nãy anh chủ quán có nói là sẽ mở thêm một chứa, tại vì chỗ này Dung thấy nó là dày rồi nè. Anh chủ quán nói là sẽ mở thêm một chi nhánh ở quận 5.
Trời ơi, chết rồi, đậu bắp. Lo miếng mò không mà. Đậu bắp đen thù lùi. Wow, ôi bò mềm quá. Wow. Ôi, miếng mò rất là dày đó mọi người. Dày mà cắt nó cảm giác rất là mềm. Rất là dày luôn, thấy không? Giờ mình sẽ cắt nhỏ ra vừa ăn rồi sẽ nướng sơ lại bên trong là vừa. Nóng quá, là hơi nóng. Cái thịt bò thì rất là kiểu đỏ và tươi, mọi người thấy không? Cái đũa cái trộn đều lên cái, dạ, xong rồi nó xong rồi ta lắc xuống. Dạ, để mình bây giờ bỏ lên nướng tiếp mọi người. Mình nướng sơ lại, mình chở để cho cái miếng bò nó chín đều á. Biết rồi. Còn cái này thì Dung sẽ quậy đều lên cho tan đều rồi sẽ gấp xuống. Trời ơi, trời ơi, thích quá. Rồi vậy sao như vậy nó nhắc xuống được hả chị? Dạ. Ví dụ nó hơi ngủ quá mình để là. Dạ. Để làm quá thì mình kết lại dòng. Dạ. Nó để làm khi mà nó vừa là. Khi mà phô mai với trứng muối á, mọi người thấy là nó đã tan ra thì mình quậy lên và nhắc xuống. Khi nào mà mình ăn một hồi mà bị mùi nguội á, bị đông lại á, thì mình lại bỏ lên cho nó tan ra nữa là vừa. Tại vì mình để lâu á thì nó sẽ bị khét. Trời ơi. Thơm. Ngon. Chuẩn bị. Thơm quá ha. Thơm ghê luôn á mọi người. Nhưng mà tính ra hai miếng bò rất là to luôn thì 175k. Rồi ăn với bánh mì nữa. Nếu mà cái này á mình mọi người đi 2 người, 3 người vừa ăn đủ luôn á. Trong cái combo mà sốt trứng muối và sốt phô mai á thì khi mà cái nước nước trộn trong bò này là nước ớt sa tế thì trong cái nếu mà mọi người không thích ăn trong cái combo á thì có thể chọn sốt giống như là bò sốt vị khác á cũng có nữa. Hồi nãy thì Dung thấy là một phần như vậy thì dao động là giá 129k. Này chín rồi nè, được rồi nè. Bây giờ khi mà vị vừa cháy á là quán sẽ thay cho mình luôn, không cần phải nhắc luôn á mọi người. Vị thì rất là sạch luôn, thay thường xuyên vậy thì ăn nó không có bị dính cái khét á. Rồi bây giờ Dung sẽ thử. Ê. Dung sẽ chấm với sốt trứng muối. Ê, cái này là sốt phô mai chứ. Sốt phô mai nè. Lăn đều, lăn đều. Rồi. Mời mọi người nha. Trời ơi. Nó béo mọi người. Kiểu mà bò á, bỏ vô miệng á thì nó mềm, không có bị dai nha. Mà ăn chung với lại cái phô mai nó hòa quyện vô. Vừa mềm, vừa ngọt ngọt, thịt mà vừa béo. Mọi người biết xong, béo á, kiểu mà béo béo miệng á nha, chứ không phải béo ngán. Rất là ngon.
Bây giờ thì Dung sẽ thử chấm với lại sốt trứng muối. Thật sự thì bò nướng thì Dung ăn rất là nhiều rồi. Thì thường thì mình lại những quán đồ ăn nướng BBQ này nọ thì sẽ cũng có rất là nhiều bò phô mai, rồi bò nhiều món lắm. Nhưng mà bò mà chấm với sốt thì đây là lần đầu tiên Dung thử luôn á. Cái này là sốt trứng muối. Mời mọi người. Chấm với cái sốt trứng muối á thì cũng vừa béo béo mà bùi bùi thơm thơm của cái vị trứng muối, mọi người rất là ngon. Không, bò mềm ghê đó nha. Mình nhìn đó thì mình thấy cái cục bò rất là dày, thì nghĩ là rất là dai, khó nhai nhưng mà không nha. Ngay bò miệng thì rất là mềm, rồi kiểu bò vừa có nạc vừa có mỡ, ăn nó kiểu bò béo mà ngậy đó mọi người. Ngon. Đây đúng là một món mà best seller của quán luôn mọi người. Bởi vậy đó hả, lý do tại sao mà quán rất là đông thì thật sự là Dung không chưa biết đến nha. Hồi bữa là Dung có vô tình là ăn gần quán, Dung thấy rất là đông luôn, thì bữa nay Dung mới có dịp ghé đến để chia sẻ với mọi người á. Giờ Dung sẽ cuộn bò ăn. Dung sẽ cuộn với rau. Cuộn rau. À, chấm với lại sốt phô mai. Trời ơi, nói gì mà tới phô mai, trứng muối là Dung yêu dã man. Một tình yêu bất tận với phô mai mọi người. À, mà ăn hoài xong mặt ta, không hiểu luôn á. Ngon quá. Kiểu là bò giò, bò mềm mà phô mai béo mà mình kết hợp với rau á. Mình nhai đúng rồi, rất là thú vị mọi người. Rất là chua bi nữa nè. Cà chua bi này chấm với gì ta? Để mình ăn thử cà chua bi mình chấm với nước chao nữa. Trời ơi, thấy Dung ăn có bị dị vô. Ơi ngon nè. Ngon. Để lâu lâu mình thử những cái mà lạ lạ chưa từng ăn á, nó hay hay. Còn cái này thì bánh mì. Bánh mì thì mình có thể ăn chung với bò nè, hoặc là chấm với sốt cũng được nữa. Dung hồi nãy Dung mới vừa để cái lò qua một bên, tại vì hơi nóng á, một hồi sẽ nướng lại. Để Dung sẽ thử chấm bánh mì với sốt thử coi thì vị nó sẽ như thế nào nha. Rồi. Bánh mì chấm với sốt cũng ngon luôn mọi người. Rất là ngon luôn, chết rồi. Thì chấm với lại sốt trứng muối. Xuất sắc. Trời ơi ngon. Wow. Tuyệt vời mọi người. Miếng bò bự quá. Không mà công nhận phải nói là sốt bên quán, sốt trứng muối với lại sốt phô mai bên quán rất là xuất sắc luôn. Nên thử thật sự. À, bây giờ Dung sẽ chấm thử với muối ớt xanh. Nãy giờ là quán cho mình hai cái chén chấm gì thêm nhưng mà Dung chưa có thử coi nè. Mọi người xem mà thịt bò hả vẫn còn đỏ tươi rau rối luôn á, mà chín rồi nha. Ngon mọi người. Còn mình tính ra chấm với cái sốt thì cũng rất là ngon. Mỗi một cái sốt như vậy sẽ khi mà mình chấm vô á, mình ăn vào thì nó sẽ có một cái vị riêng, nhưng mà vị nào cũng ngon hết.
Tại sao mà Dung ăn cái này Dung cũng lên, chỉ có một từ thôi, ngon. Chỉ diễn tả một từ gọn gọn thôi là ngon. Số 1. Thôi thật ra thì mọi người nên thử. Thì thường á thì Dung thấy á nha, không biết là phụ phòng nghĩ không, nhưng mà rất là mềm mọi người. Tại vì thường á, với cục bò của mình á thì khi mà dày á mà mình chế biến không kỹ như là hơi bị chín quá là sẽ rất là dai, nhai không nổi luôn á, nhai không bao giờ đứt bảo đảm luôn. Còn cái này thì rất là mềm. Rồi cái chén này là chén chao là mọi người. Đó, Dung sẽ chấm thử chén chao. Chao thì cũng mặn mặn béo béo, không không có bị kiểu như là quá mặn á, vừa vừa cái béo chấm thơm. Bò thì phải nói là mọi người rất là tuyệt vời luôn. Lại tiếp tục nướng cái miếng bò y cắt ra, để Dung cắt ra. Rồi okay. Dung lại cắt ra rồi nướng lại mọi người. Không mà mặc dù là mình nướng rồi ha, xong rồi mình cắt ra, xong rồi lại nướng thêm một lần nữa. Mà Dung á thì Dung nướng rất là kỹ luôn á, Dung nướng hết 4 bìa cái miếng bò luôn, nhưng mà bò không bị dai mọi người. Đây rồi, nướng tiếp, nướng tiếp. Không mà nướng rồi mà bò không có bị khô ha, kiểu miếng bò không có bị khô ha. Không mà đúng thực sự thì khi mà mình ăn á, mình nướng với lại cái bếp than á mọi người, tuy là hơi khói nè này nọ thì có nhiều bạn sẽ ngại cái việc mà than này nọ, mùi than á khói, nhưng mà Dung thấy á hả, khi mà mình nướng bếp than cái vị nó rất là kiểu rất là đặc biệt, kiểu nó thơm thơm, mà cái bò khi mà nó chín á nó có khét, nhìn cũng thấy nó cũng ngon á mọi người. Dung lại để hai cái này lên để cho tay em ra. Thì thật sự thì rất là ngon mọi người. Nếu mình nói cái cứ nói là ngon thì nhiều khi mọi người sẽ nghĩ là Dung nói hơi quá đúng không, nhưng mà thật sự là không thể nào mà tả được cái vị, cái độ ngon của em đó luôn. Nhưng mà mọi người cứ xem ra bên quán thử đi, là đó là điều chứng minh mọi người, thấy không, quán thì rất là đông luôn, full bàn á mọi người. Nếu mà Dung mà đến trễ á là Dung không có bàn để ngồi ăn mà review với và giới thiệu đến mọi người luôn á. Nếu mà mọi người muốn ăn thử bò thì cứ đến quán nha. Ví dụ như mà mình đi có hơi đông á mà đến mà có đợi thì mọi người cứ gán đợi một tí nha, tại vì rất là đáng để đợi. Đó là đợi chờ là hạnh phúc. Khói quá, quên tại than từ. Rồi. Ơi không có chạy. Ủa sao cái nào bấm chạy xong nó cũng tắt hết á. Chết cha rồi, khét rồi. Chết cha rồi. Tại mấy cái này phía sau mà chiều người ta mới giao quá nên yeah. Chết cha rồi. Chết nghẹt. Thì tóm gọn một chữ là ngon. Đó, vậy đó. Thì mọi người cứ đến quán ăn thử nha. Thì bây giờ Dung cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha. Nếu mọi người có yêu mến Dung thì nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Dung nha. Tạm biệt mọi người nha.